Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì hôm nay là một ngày khá nắng, rất nóng, vừa mưa xong. Thì mình dở gương lên thì mình đi chơi một tí. Thì tiện đây thì như video trước mình đã có nói là mình sẽ cố gắng thiết kế một buổi quay để test những cái tính năng hoặc test chất lượng của hai chiếc Flycam là chiếc Mavic 2 Pro và Mavic 2 E2S. Thì trong video này mình sẽ show cho các bạn, thứ nhất là mình sẽ quay ở chế độ là 4K D-Log xem mà nó sẽ quay như thế nào, và tất cả là 30 frame. Thứ hai là quay không lock, và thứ tư là tracking, và thứ cuối cùng là chúng ta sẽ thử track theo vật thể và xem nó tránh vật cản như thế nào. Đó, thì mình sẽ thử 4 tính năng ở trong video này. Còn bây giờ thì 30 giây quảng cáo bắt đầu. Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cần màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh 3M cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Tiếp theo đây thì mình sẽ chỉ cho anh em cái tính năng Active Track ở trên hai con Mavic E2 và Mavic E2S và Mavic 2 Pro. Đấy, thì như đoạn đầu anh em mình xem đây, đây như anh em mình nhìn thấy, lúc đầu mình track thì vẫn khá là ok. Đấy, tuy nhiên thì khi mà mình tiến gần quá này và nó bị mất track. Đấy, có nghĩa là nó sẽ không đi theo cái tính năng mà mình mặc định mình chỉ là nó sẽ follow mình ấy, nó sẽ không theo nữa. Đấy, mình sẽ phải, lúc này thì mình đang phải chỉnh lại này, như anh em nhìn thấy. Đoạn này thì mình đang chỉnh lại, và khi mà nó đã nhận rồi thì nó sẽ track được. Còn cái việc mà bạn di chuyển qua vật thể, ví dụ mình sẽ chạy qua cái cây này, mình sẽ lùi qua cái cây, mình có khuất sau cái cây thì nó vẫn sẽ track theo được. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá ấy, thì cái track, cái tính năng Active Track mới này ở trên con Mavic E2S ấy, thì nó cũng xem với kiểu E2 thôi, nó cũng không có quá là nhiều vượt trội. Còn đây là với 2 Pro thì mặc dù nó là cái cũ hơn, tuy nhiên thì khi bạn nhìn thấy thì nó sẽ giữ khoảng cách, có nghĩa là nó tự động nó giữ cái khoảng cách giữa fly với mình. Khi mà mình check lúc ban đầu ấy, thì nó sẽ tự động nó bám theo. Đấy, mình không chỉnh gì cả, mình chỉ chọn vật thể thôi và mình cứ thế nó đi và nó sẽ chạy theo mình. Thế như các bạn nhìn thấy, nó không có bị mất track hay gì cả. Đấy, mình cố tình mình để fly vào những cái chỗ kiểu có nhiều cây ấy, thì lại cái cảm biến của hai con này thì nó đều hoạt động tốt, nó đều tránh được. Mình cái phần tránh thì mình sẽ để ở đoạn đằng sau. Đây, anh em nhìn thấy đấy, khi mình có cua gần vào thì nó cũng không bị mất giống như con kia. Nó cũng không bị mất cái follow theo, mà nó sẽ tự động nó cứ follow theo mình thôi. Đó, anh em nhìn thấy. Đó. Đấy. Về cái phần track này thì với cái kiểu của mình ấy, mà mình thích thì mặc dù là track của E2S ấy, thì nó nhiều tính năng hơn, nó nhiều cái nghịch hơn. Tuy nhiên thì nếu như để mà track chuẩn và follow chuẩn thì mình nghĩ là con 2 Pro nó vẫn follow chuẩn hơn. Đó, đấy là theo ý kiến của mình, không biết anh em như thế nào. Right, so
giá về cái tránh vật cản và cái khả năng gọi là né vật cản đấy. Thì như các bạn nhìn thấy ở trên video này, đây là sẽ là file của con Mavic 2 Pro. Thì khi mình bay gần vào cái tán cây này, nó có tránh nhưng mà đến đây nó gặp vật cản, nó lại dừng lại, nó không vượt, nó sẽ phải chỉnh mất một thời gian chỉnh và nó sẽ vượt qua đấy. Các bạn nhìn thấy cái độ chỉnh của nó rất là lâu đấy. Rồi bây giờ sẽ đến đoạn tiếp theo. Đến đoạn tiếp theo thì mình cố gắng là mình bay lên cái tầm cao hơn để cho nó gặp nhiều cái cành cây hơn. Cảm biến thì nó sẽ báo rất nhạy, cái cảm biến của hai con này thì báo rất nhạy. Tuy nhiên này, khi các bạn nhìn thấy đây, đến đây thì nó sẽ không đọc được. Đó. Mình vẫn đang cố tình tiến lên, nhưng mà nó cứ kiểu nó sẽ khựng lại, cho đến khi mình hạ cái máy bay xuống thì nó mới tiếp tục đi. Còn đây sẽ là file của con E2S. Đấy, E2S nó sẽ như này. Đấy, khi mình cố tình bay lên này, các bạn sẽ nhìn nó vượt như thế nào, nó vượt rất mượt luôn. Đấy, khi mình bay gần vào đây này, nó né này, đấy, nó né cái cành cây ở dưới. Tiếp theo đấy là nó sẽ bay, mình hướng bay lên trên, mình bay vào cái khe này này, đấy, mình bay vào khe này, nó tránh. Đấy, các bạn thấy không? Đây hoàn toàn là tự động nhá, tự động tránh nhá, mình không lái, mình vẫn chỉ có một chức năng là mình lái thẳng thôi. Đó. Ở đây, mình sẽ rõ hơn một chút, là mình bay ở dưới gặp cành cây trước mặt này, nó sẽ hạ xuống. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đây này, nó sẽ hạ khi mà nó gặp cái vật cản nó cần tránh này, nó sẽ hạ xuống. Đấy, nó sẽ hạ xuống và nó tránh. Sau đó sẽ giữ ở cái độ cao ấy luôn, chứ nó không trả lại. Đó. Gặp cánh cây hay là các thứ thì nó sẽ vẫn sẽ dừng thôi. Đấy, tuy nhiên nó tránh rất tốt. Đấy, theo cái đánh giá của mình về con E2S là như vậy. Còn nếu như anh em nào mà đúng hãng quảng cáo cũng đúng về cái tính năng gọi là APAS đến thế hệ 4.0 rồi thì nó vượt vật cản tốt hơn, nó tránh né và nó cảm giác nó mượt mà hơn so với đời đầu. Thì cái điều này là công nghệ nó làm thôi, chứ còn về cái độ cảm biến, về cái độ nhạy thì hai Pro vẫn nhạy hơn. Tuy nhiên thì hai con này nó sẽ có một cái sự khác biệt khi mà các bạn thực hiện là cái ném vật thể. Về ném vật thể tất nhiên rồi, E2S sẽ được vượt trội hơn. Ok, vậy là vừa rồi thì các bạn đã được xem một đoạn clip nhỏ nhỏ mình test khả năng quay của hai chiếc flycam. Thì theo cá nhân định nhận định thì nếu như các bạn trong cái video trước ấy, nếu như các bạn thiên về cái khả năng edit video hơn, các bạn muốn bay chủ động hơn, các bạn muốn có một cái chất lượng nó tốt hơn thì các bạn chọn Mavic 2 Pro. Còn nếu như các bạn có những tính năng vui vẻ, chúng ta có thể khả năng tránh vật cản tốt, hay là chúng ta có những cái nhiều trò nghịch hơn với cả fly ấy, thì chúng ta chọn E2S. Đó là ý kiến của mình, còn không biết ý kiến các bạn như thế nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Link của hai sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới thôi, giống như hôm qua, các bạn nào muốn mua thì hãy tham khảo. Còn video này của mình xin phép dừng lại ở đây. Bây giờ thì mình đi về cái, nóng quá.